Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lý Lê. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn 8 bước để bảo dưỡng xe ô tô của chúng ta tại nhà khi mùa dịch đến. Khi mùa dịch đến thì xe của chúng ta không di chuyển và phải đỗ ở nhà một thời gian khá dài. Để đảm bảo khi mà xe của chúng ta hoạt động trở lại trơn tru thì chúng ta cần bảo dưỡng cho chiếc xe của chúng ta để khi hoạt động trở lại chúng ta không bị gặp phiền phức. Bước đầu tiên chúng ta cần là hãy rửa xe của chúng ta sạch sẽ. Vì khi chúng ta lưu thông trên đường, bụi bẩn bám vào cùng các hóa chất bám lên, cộng với nếu chúng ta đỗ xe ở dưới gốc cây thì lá cây rụng xuống và nhựa cây bám vào. Chúng ta mà không vệ sinh sạch thì sau một thời gian các bạn đi vệ sinh rửa rất là khó, và những cái nhựa đó nó sẽ bám vào gây thái hóa và làm ảnh hưởng đến phần sơn xe của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải dọn nội thất trong xe của chúng ta sạch sẽ. Những thứ các bạn đang dùng như khăn, áo, mũ hoặc những đồ ăn vặt hay để trên xe cùng với thuốc hoặc nước, tất cả những thứ gì trên xe của chúng ta có, chúng ta hãy dọn hết xuống. Ở đây khi dọn hết xuống rồi thì các bạn hãy khởi động xe của các bạn lên 30 phút. Khi xe của chúng ta khởi động xong 30 phút rồi, các bạn hãy tắt AC đi và các bạn lấy hơi gió ở cái mức cao nhất lên. Tất cả các cửa gió các bạn khởi động lên, các bạn để 2 phút. Sau 2 phút các bạn tắt đi. Khi đó xe của các bạn đã được làm nóng và nó sẽ khử các cái hơi ẩm trong xe của chúng ta, tránh tình trạng sau này khi chúng ta sử dụng lại xe của chúng ta, ghế chúng ta bị mốc và ẩm. Và một điều nữa chúng ta cần kiểm tra đó là bình nhiên liệu. Ở đây nếu chúng ta kiểm tra bình nhiên liệu của chúng ta bị vơi thì các bạn hãy đổ thêm vào cho bình nguyên liệu của chúng ta đầy. Nếu bình nguyên liệu bị vơi, cái phần bình của chúng rất dễ bị oxy hóa, và khi bị oxy hóa thì xăng của chúng ta sẽ ảnh hưởng. Và khi mà xăng của chúng ta còn ít thì đến khi chúng ta mà khởi động trở lại rất là khó nổ. Cái thứ tư, chúng ta cần tìm cho chiếc xe của chúng ta một chỗ đỗ rất là phẳng. Nếu các bạn có lán hoặc ở gara rồi, có mái che rồi thì là điều tuyệt vời. Còn không, nếu xe của các bạn mà phải đỗ ngoài trời, các bạn hãy tìm một chỗ đỗ phẳng phiu cho xe của mình đỗ để được cân bằng. Và đặc biệt lưu ý đừng để xe của chúng ta bị ngập nước. Vì mùa này nó là mùa mưa, ở thủ đô của chúng ta mà khi mà dính mưa rất dễ bị gây ngập úng. Và khi xe của chúng ta mà bị gây ngập úng nước mưa thì nó rất là phiền phức cho cái việc mà chúng ta phải xử lý. Vấn đề nữa là chúng ta cần phải quan tâm đó là hãy kiểm tra nốp thường xuyên. Khi xe của chúng ta đỗ một nơi, nốp của chúng ta phải chịu lực rất nhiều. Và đỗ lâu ngày thì cái áp suất nốp nó bị giảm đi. Lúc đó thì cái độ nặng và lượng của xe sẽ đè lên nốp nhiều hơn. Nếu chúng ta không kiểm tra, rất dễ tình trạng mà nốp của chúng ta bị biến dạng hoặc bị nứt cái nốp ra và nó làm hỏng nốp đi. Vậy thì chúng ta hãy kiểm tra thường xuyên, một tuần một lần. Ở đây nếu các bạn thấy áp suất lốp bị giảm, các bạn hãy bơm vào để cho lốp của chúng ta căng lên. Và khi bơm rồi thì các bạn có thể di chuyển chiếc xe của mình đi một chút để cho cái phần mà nốp chịu trực tiếp sẽ di chuyển sang phần khác. Và cái điều nữa là cái cần gạt mưa các bạn cần phải kiểm tra. Khi cần gạt mưa của chúng ta không sử dụng, nó sẽ ôm trực tiếp đến phần kính, mà nắng thì nó rất là dễ bị gây thái hóa. Cái phần lưỡi gạt mưa rất là mỏng, khi mà gặp mưa vào thì nó sẽ gây ra mủn và nó sẽ bị bở và rách. Khi chúng ta dùng trở lại nó sẽ bị hỏng. Thì các bạn nên tháo cái cần gạt mưa này của chúng ta cất đi. Còn nếu các bạn không muốn tháo cất đi thì có một cái phương pháp là các bạn có thể dùng cái màng bọc thực phẩm, chúng ta cuốn cái gạt mưa, lưỡi gạt mưa này của chúng ta lại và để đấy thì nó sẽ không bị mải. Một cái quan trọng nhất các bạn cần kiểm tra đó là khoang động cơ xe của chúng ta. Khi xe của chúng ta đỗ lâu ngày ở nhà, cái khoang động cơ này nó sẽ là nơi lý tưởng để cho chuột, dán và côn trùng làm tổ ở đây. Các bạn hãy vệ sinh cái khoang động cơ này sạch sẽ. Vâng, xe của anh bạn tôi vì việc mà phải đi công tác đột xuất 2 tháng, khi trở về thì chiếc xe của anh nó đã mang lại cho anh rất là nhiều phiền phức. Chuột, dán và côn trùng đã vào khoang động cơ làm tổ và sinh sôi ở đấy cùng với đào thải chất thải ra đấy. Khi anh về nó rất là hôi. Khi anh kiểm tra xe thì không nổ được và mở
nên để kiểm tra khoang động cơ. Lúc này anh mới phát hiện ra là trong khoang động cơ rất bẩn và mùi hôi gây ra từ đó, cộng với việc những cái dây điện trong xe của anh nó bị cắn tan nát ra, và khi đó anh phải xử lý nó rất mất nhiều thời gian và khá là tốn kém tài chính. Vậy nên là để chúng ta phòng ngừa cái tình trạng này thì các bạn hãy mở khoang động cơ của chúng ta lên và tháo lắp động cơ ra. Sau đó chúng ta hãy kiếm 1-2 cái túi chống chuột chúng ta treo vào đấy. Nếu mà thời gian này chúng ta không thể mua được cái túi chống chuột thì các bạn có thể tự làm lấy bằng băng phiến, các bạn cho vào một túi vải. Hoặc cách đơn giản nhất là trong nhà bếp của chúng ta luôn luôn sẵn, đó là tỏi tươi. Các bạn có thể lấy răm củ tỏi tươi, các bạn có thể giã ra và cho vào túi vải và treo vào khoang động cơ. Đảm bảo rằng khi các bạn sử dụng lại xe của các bạn không hề có một chút mùi gì của chuột với rán, không có một con nào dám vào cả. Và điều cuối cùng các bạn cần kiểm tra là bình ắc quy của chúng ta. Khi bình ắc quy của chúng ta lâu ngày không sử dụng, nó sẽ bị hao điện năng. Và một tuần các bạn nên kiểm tra lại bình ắc quy một lần. Ở đây các bạn sẽ khởi động lên 30 phút để cho bình ắc quy của chúng ta được sạc. Phút này thì các bạn cũng có thể di chuyển xe của chúng ta nên xuống một chút để chúng ta kiểm tra hệ thống chân phanh của chúng ta, xem chúng có bị rỉ và có bị kẹp phanh không. Vừa rồi là những bước mà tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn áp dụng vào việc chăm sóc cho chiếc xe của mình. Và các bạn còn những cái bước nào mà hay hơn thì hãy để lại comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Video này các bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè mình. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi ở bên dưới để nhận được video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!